kịch bản nào cho Việt Nam trong sự kiện bãi tư chính Vũng Mây? Tác giả Thi. Vào tháng 5 đến tháng 7 năm 2014, Trung Quốc bất ngờ hạ đặt giàn khoan HG-981 tại vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam, đồng thời giáo diết bồi đắp và quân sự hóa các đảo đá mà họ chiếm được tại Hoàng Sa và Trường Sa để kiểm soát Biển Đông theo đường chín đoạn, bất chấp luật biển quốc tế năm 1982, UNCLOS. Vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, Trung Quốc dùng vũ lực đe dọa Việt Nam và đối tác Tây Ban Nha phải dừng dự án dầu khí tại mỏ Cá Kiếm Nâu, lô 13601 và Cá Rồng Đỏ, lô 0703. Ngày 3 tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đưa tàu thăm dò HG-8 và nhiều tàu hải giám có vũ khí vào vùng EEZ của Việt Nam gần bãi tư chính, lô RG-03 và RG-27, quấy rối hoạt động dầu khí của Việt Nam và đối tác. Hai sự kiện tháng 5 năm 2014 và tháng 7 năm 2019 được cho là hai cuộc khủng hoảng Biển Đông đã đánh dấu hai bước ngoặt làm thay đổi bức tranh địa chính trị tại Biển Đông. Việc xảy ra gần bãi tư chính từ đầu tháng 7 năm 2019 không còn là tranh chấp chủ quyền biển đảo và tài nguyên dầu khí như trước đây, mà đây là hành động xâm lược bằng lực lượng hải giám có vũ trang của Trung Quốc. Họ muốn biến vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thành khu vực tranh chấp theo chiến lược vùng xám và tam chủng chiến giáp. Trung Quốc không chỉ bắt nạt Việt Nam mà còn thách thức cả cộng đồng quốc tế. Ngày 3 tháng 8, Trung Quốc rút đi, nhưng tàu Hải Dương 8 chỉ chạy về đậu ở đảo chiếm đóng trái phép cách bãi tư chính khoảng 7 giờ hành trình. Ngày 13 tháng 8 năm 2019, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam. Trung Quốc bố trí ở phía bắc bãi tư chính 2-3 tàu, phía nam cũng 2-3 tàu, không làm gì cụ thể, chạy lòng vòng quanh liên doanh khai thác dầu của chúng ta và gần các giàn khoan, nên rất khó khăn cho ta khi vừa phải xử lý tranh chấp, vừa phải bảo vệ các nhà giàn, các giàn khoan. Có lúc, chúng chỉ quan sát, tạo sự hiện diện cùng với 35 tàu bảo vệ là loại tàu chiến khoảng hơn 12.000 tấn triển khai theo hình cánh cung. Cũng có lúc lại tiếp cận khá sâu cản trở việc đánh bắt cá và các hành trình qua lại khu vực này của ta. Hiện nay, Trung Quốc đã điều hai tàu hải cảnh hiện đại bậc nhất là Haijing 31302 và 33111 đến bãi tư chính để hộ tống HG-8. Việt Nam đã triển khai từ 25 đến 27 tàu, tàu của ta chỉ khoảng 600 tấn, để bảo vệ giàn khoan, các nhà giàn. Đã có đối đầu trong một số vụ, tàu Trung Quốc xịt vòi rồng, có lúc còn chĩa súng vào tàu của chúng ta đang chấp pháp trên biển, đã có hành vi đe dọa vũ lực. Với các mức độ đấu tranh tăng dần, các cấp chính quyền ta đã mạnh mẽ lên án hành động phi pháp này của tàu khảo sát Hải Dương 8 tại các diễn đàn quốc tế, các kênh ngoại giao của Việt Nam với Trung Quốc. Đồng thời với việc gia hạn thời gian hoạt động của giàn khoan Hakuryu 5 tại lô 061, các lực lượng chức năng Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Việt Nam cũng khẳng định hết sức coi trọng hòa bình, an ninh, thượng tôn pháp luật ở Biển Đông và thiện chí giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình, luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Trung Quốc vì lợi ích của hai nước, nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và quốc tế, đồng thời kiên quyết, kiên trì bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.
những gì đang diễn ra trên vũng mây, khu vực gần bãi Tư Chính, làm nguy cơ đụng độ giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông tăng lên. Tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát nếu xảy ra một vụ tai nạn, cũng như phản ứng thái quá của hai bên. Sau khi chiếm Hoàng Sa 1974 và một phần Trường Sa 1988, tôn tạo và biến các thực thể chiếm được đó thành những căn cứ quân sự. Có thể Trung Quốc cho rằng họ đã đủ mạnh để độc chiếm Biển Đông nên đã hành động như đó là cái ao của họ. Bắt nạt các nước láng giềng như chư hầu, quân sự hóa khu vực nhằm thay đổi cục diện Biển Đông. Trung Quốc đã từng ép Việt Nam phải dừng hợp tác với đối tác Tây Ban Nha tại mỏ cá rồng đỏ. Nay, Trung Quốc muốn ép Việt Nam phải dừng hợp tác với đối tác Nga tại mỏ Lan Đỏ và Lan Tây, và không được thuê giàn khoan của Nhật. Trung Quốc còn muốn ép Việt Nam không được hợp tác với ExxonMobil Mỹ tại mỏ khí cá voi xanh. Nói cách khác, Trung Quốc muốn Việt Nam chỉ hợp tác với họ để cùng khai thác dầu khí. Có thể nói, Việt Nam càng nhân nhượng thì Trung Quốc càng lấn tới tại Biển Đông. Họ đã chiếm Scarborough vào tháng 6 năm 2016 sau một cuộc đối đầu mà Mỹ bỏ rơi Philippines. Trung Quốc đang chờ thời cơ để quân sự hóa Scarborough cũng như tỏ rõ ý đồ chiếm đảo Thị Tứ và bãi Tư Chính. Việc Trung Quốc trắng trợn xâm nhập trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là làn danh đỏ của sự nhẫn nhịn. Mặt khác, đây không còn là tranh chấp song phương giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines nữa, mà đã trở thành vấn đề an ninh quốc tế đối với trục quan hệ Mỹ-Trung. Phản ứng của các nước. Về phản ứng của các nước có liên quan, có thể nói Mỹ là cường quốc đầu tiên đã gián tiếp ủng hộ Việt Nam. Mỹ đã điều tàu sân bay USS Ronald Reagan tới Biển Đông vào ngày 6 tháng 8 năm 2019, cập bến Philippines. Mặc dù năm ngoái, 2019, Việt Nam đã quyết định ngừng 15 chương trình hợp tác với Mỹ. Có vẻ như Nga cũng đang lặng lẽ ủng hộ chúng ta. Nga là nguồn cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam, nhưng thường giữ thái độ im lặng trước tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Trong sự kiện này, Rosneft của Nga là đối tác của PVN Việt Nam để thăm dò dầu khí tại lô 0601 gần bãi Tư Chính. Nhiều người hy vọng Nga sẽ ủng hộ lập trường của Việt Nam. Về phản ứng của Úc, báo chí Úc không đăng tải thông tin về sự kiện bãi Tư Chính và chính phủ Úc không có bình luận gì. Tuy Úc là một trong tứ cường tại Indo-Pacific, có thể do đang có sự phân hóa trong chính giới Úc về chính sách với Trung Quốc. Tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Việt Nam đã thăm Úc và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Hy vọng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng Úc sẽ thúc đẩy vai trò bộ tứ của Úc trong quan hệ với Việt Nam và khu vực Indo-Pacific. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đến Úc ngày 4 tháng 8 năm 2019 để trao đổi với các bộ trưởng đồng cấp về tình hình khu vực và Biển Đông. Hai bên đã bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc sử dụng viện trợ như một loại vũ khí để mở rộng ảnh hưởng của họ đối với các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực, nơi có tuyến đường hàng hải rất quan trọng và nguồn tài nguyên phong phú. Lập trường của Việt Nam: công khai lên án Trung Quốc và kêu gọi quốc tế ủng hộ Việt Nam. Lên án Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế EEZ và thềm lục địa của Việt Nam, đòi Trung Quốc phải rút ngay tàu thăm dò và tàu hộ tống khỏi vùng biển của Việt Nam. Việt Nam cũng thông báo đã gia hạn cho giàn khoan của Nhật Hauryu 5 được hoạt động đến 15 tháng 9 năm 2019. Gián tiếp thách thức ý định của Trung Quốc. Liên doanh PVN Rosneft từ tháng 5 năm 2019 đã thuê giàn khoan của Nhật thăm dò dầu khí tại lô 0601 gần bãi Tư Chính. Có nhiều lý do để Việt Nam buộc phải cứng rắn với Trung Quốc. Thứ nhất,
địa điểm đối đầu mới nằm trong vùng EEZ và thềm lục địa của Việt Nam. Thứ hai, việc thăm dò dầu khí tại bãi Tư Chính đã có kết quả tốt hơn trước. Thứ ba, rõ ràng rằng ta càng nhẫn nhịn, Trung Quốc càng lấn tới. Thứ tư, nay được các nước lớn ủng hộ như Mỹ, Nhật, EU. Mỹ và EU đều muốn tăng cường hợp tác chiến lược với Việt Nam. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, EU đã ký Hiệp định Hợp tác Quốc phòng với Việt Nam như một chỉ dấu mới. Nếu Việt Nam kiện Trung Quốc trong cuộc chiến Trung Mỹ giành ngôi thứ thì cơ hội cho cộng đồng quốc tế ủng hộ cũng rất phức tạp. Các nước theo dõi cuộc chiến Mỹ-Trung, dù sự ủng hộ gián tiếp của Mỹ khá mạnh, nhưng các nước khác như Úc, Ấn Độ, ASEAN vẫn e dè. Trung Quốc đã chọn thời điểm này để tạo khủng hoảng bãi Tư Chính nhằm gây sức ép với Việt Nam. Họ cho rằng Việt Nam đang khó khăn về ngân sách, thu không đủ chi và trả nợ, khi dầu khí trở thành nguồn thu chính. Việt Nam có nguy cơ trở thành nạn nhân của chiến tranh thương mại vì Mỹ đánh thuế cao lên thép Việt Nam có nguồn gốc từ nước khác và Việt Nam có thể trở thành nước thao túng tiền tệ. Thứ ba, Trung Quốc lo ngại Việt Nam xích lại gần Mỹ khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi thăm Mỹ dự kiến trong tháng 9 năm 2019. Và trong bối cảnh cuộc chiến đối đầu với Mỹ mỗi lúc một thêm phức tạp, tình hình Hồng Kông vẫn nóng bỏng, leo thang đến mức khó kiểm soát. Khủng hoảng Biển Đông, khu vực gần bãi Tư Chính do Trung Quốc tạo ra, cùng với việc những ngày gần đây, truyền thông chính thống Trung Quốc mở chiến dịch la làng ăn vạ của kẻ cướp. Liệu có phải là kịch bản cho loại hoạt động thu hút chú ý của dư luận trong nước? Hay đó chính là hoạt động định hướng cho bước đi nguy hiểm tiếp theo ở Biển Đông? Người Trung Quốc vốn mưu sâu kế hiểm. Vào năm 2014, khi HG-981 lòng vòng tạo sóng, họ đã lén lút cải tạo, san lấp, xây dựng các khu quân sự trên một loạt đá ngầm mà họ dùng vũ lực chiếm được. Với những hoạt động hiện nay, biết đâu đằng sau đó là kế hoạch cho một kịch bản Dương Đông kích Tây, đánh chiếm đảo nào đó ở Trường Sa. Và kịch bản cuối cùng, đây đơn thuần là đòn kiểm tra sức khỏe của Việt Nam. Nếu Việt Nam yếu đuối, nhu nhược, Trung Quốc sẽ cưỡng chiếm Tư Chính, hoặc chí ít cũng thực hiện yêu sách khai thác chung khu vực Vũng Mây của chiêu thức sự đã rồi. Nếu Việt Nam cứng rắn, Trung Quốc sẽ bỏ về như năm 2014. Trước diễn biến phức tạp khó lường và hệ quả bất định, lúc này Việt Nam và các nước có chung quyền lợi hãy thật cảnh giác, khôn ngoan, thận trọng và khẩn trương đoàn kết mới đủ sức mạnh để đối phó. Kẻ cướp đã xuất hiện ngay trong sân nhà mình với những kịch bản thâm hiểm. Giải pháp nào cho Việt Nam và chúng ta có sợ hay không? Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận biết vai trò và vị trí của Việt Nam về địa lý và chính trị trên trường quốc tế. Vốn yêu chuộng hòa bình, vốn chỉ muốn dân giàu nước mạnh, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Người đã nhiều lần viết thư gửi lãnh đạo nước Mỹ. Song, vốn chỉ biết đến quyền lợi của người Mỹ mà không quan tâm đến quyền lợi của dân tộc khác. Những đề nghị, ước muốn của Hồ Chủ tịch đã không được người Mỹ ngó ngàng đến. Nếu những lá thư của Hồ Chủ tịch được giới lãnh đạo Mỹ quan tâm, nếu những báo cáo của nhóm con nai được lãnh đạo Mỹ xem xét, rất có thể chúng ta đã không phải trải qua cuộc chiến tranh 21 năm, một cuộc chiến tranh khiến đất nước Việt Nam nghèo khó, vừa thoát ra khỏi cuộc chiến 9 năm với người Pháp, càng trở nên hoang tàn với những thành phố đổ nát, ruộng vườn hoang phế bởi bom mìn, tiếp tục bị tàn phá bởi hai cuộc chiến tranh nữa, những gia đình không còn nguyên vẹn, hàng triệu người Việt ly tán và sự thống nhất trong lòng dân tộc tới gần nửa thế kỷ sau vẫn chưa hàn gắn được. Một cuộc chiến tranh là nỗi ám ảnh đối với người Mỹ dài tới 21 năm và 9 năm tài trợ cho người Pháp trước đó, mới đủ để họ hiểu chúng ta hơn. Bởi vì
chúng ta tin rằng chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Vào năm 1946, sau khi nỗ lực dùng mưu trí tiễn được những người khách không mời của đội quân Tưởng Giới Thạch về bên kia biên giới phía Bắc, chính phủ non trẻ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp tục tìm lời giải cho bài toán khó. Một bên, người Pháp muốn trở lại tình trạng thuộc địa 80 năm qua tại Việt Nam. Một bên, những công dân nước Cộng Hòa non trẻ không muốn trở lại cuộc sống tôi đòi. Nhưng những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Cộng Hòa Pháp vào giữa năm 1946 để được công nhận một nước Việt Nam độc lập đã không thành công. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Và như chúng ta đã biết, một cuộc chiến tranh 9 năm mới đủ để người Pháp hiểu chúng ta hơn, dù họ đã có tới 80 năm đô hộ. Người Trung Quốc là hàng xóm với Việt Nam, núi liền núi, sông liền sông, từng có hàng ngàn năm đô hộ Việt Nam, từng coi Việt Nam là phên dậu, từng có những kỷ niệm vui buồn. Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, tình cảm khi nóng khi lạnh cũng là thường tình, nhưng nếu không hiểu được nhau thì thực sự đáng buồn. Với người Pháp, một Điện Biên Phủ đủ để kết thúc 9 năm đối đầu bằng vũ khí, quên đi quá khứ 80 năm để bắt tay cho một trang quan hệ mới. Với người Mỹ, một Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội đủ kết thúc 19 năm đối đầu trực tiếp, 11 năm dính líu và can thiệp. Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, biên giới 1979, Vị Xuyên chưa đủ với Trung Quốc. Họ cần phải nhắc lại bằng một trận quyết chiến chiến lược nào nữa hay sao? Lẽ nào một Điện Biên Phủ trên vũng mây sẽ buộc phải ghi vào lịch sử? Lẽ nào những bài học trăm năm trước của các tiền nhân hai nước, bài học vài chục năm trước của người Pháp, người Mỹ không đủ thức tỉnh những người Trung Quốc với những hành xử trên Biển Đông? Và đây là lời khuyên của ông tiến sĩ Kissinger đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với người Mỹ nói riêng và thế giới nói chung, dân tộc Việt Nam là một dân tộc đặc biệt. Họ là một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn, nhưng lại có một lịch sử chiến đấu chống ngoại xâm mà bất kể dân tộc nào trên thế giới cũng chưa từng phải trải qua. Kiên cường, bất khuất, thông minh, chịu đựng, cần cù, gan dạ, anh dũng, nhân đạo và thân thiện là tất cả những gì đều có ở dân tộc này. Vì vậy, nếu nước Mỹ hôm nay và mai sau cần một lời khuyên về quan điểm ngoại giao của Mỹ với Việt Nam thì nên suy nghĩ đến những điều đặc biệt quan trọng sau. Chúng ta không nên lôi kéo để gần gũi họ, bởi dân tộc này có tinh thần cảnh giác rất cao độ đối với những nước lớn. Họ sợ gần gũi rồi lôi kéo mua chuộc làm mất an ninh quốc gia họ. Ngay như Trung Quốc ở ngay bên cạnh, nhưng trong suốt cuộc chiến tranh với Mỹ, họ vẫn đề phòng mọi hành động của Trung Quốc. Vì vậy, năm 1978 tại Campuchia và biên giới phía Bắc 1979, họ đã không bị động bất ngờ. Đặc biệt, càng không nên tạo mối ác cảm thù địch với họ. Vì như chúng ta biết, có những thời điểm trong chiến tranh và hậu chiến tranh, cảm tưởng như dân tộc này đã bị cô lập bỏ rơi, nhưng ý chí và nghị lực của họ không bao giờ cạn. Nếu những dân tộc khác mà bị gần 1.000 năm đô hộ Bắc thuộc như dân tộc Việt Nam, chắc đã bị xóa tên trên bản đồ từ lâu. Nhưng với họ, vẫn giữ được bản sắc dân tộc và không bao giờ quên nhiệm vụ giành lại độc lập cho dân tộc. Vì vậy, coi họ là kẻ thù nhiều khi lại không có lợi cho nước Mỹ.
Với dân tộc này, chúng ta nên tôn trọng quyền tự quyết của họ, tạo niềm tin và sự tôn trọng với họ, bởi họ là một thế lực rất đáng gờm trong những quốc gia Đông Nam Á và châu Á trong tương lai rất gần. Với vị thế và đường lối ngoại giao đặc thù như quốc gia này, họ không liên kết liên minh, tạo phe phái gây bất lợi cho chúng ta. Họ là lá cờ đầu trong việc xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới. Vì vậy, đối với nhiều quốc gia, Việt Nam vẫn là hình mẫu giải phóng và độc lập dân tộc. Họ có tiếng nói và niềm tin nhất định trên hầu hết các quốc gia thân thiện hay không thân thiện với chúng ta. Các quốc gia hợp tác và quan hệ với họ cảm thấy yên tâm hơn nhiều, hơn cả khi quan hệ với chính chúng ta. Chính vì thế, với Việt Nam, chúng ta nên có một cách quan hệ đặc thù với họ, không gần gũi lôi kéo, không gây sức ép cô lập ác cảm với họ. Hãy quan hệ với họ bình đẳng, khách quan và tôn trọng họ. Làm được như thế, chắc chắn nước Mỹ sẽ có được rất nhiều lợi thế trong khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Bởi đây là một quốc gia đặc biệt, một dân tộc đặc biệt. Vì vậy, nước Mỹ cũng nên có một mối quan hệ đặc biệt với họ. Hết trích. Lời khuyên này thiết nghĩ đối với Trung Quốc cũng rất hữu ích. Trung Quốc hãy nhớ rằng Biển Đông không phải là ao nhà của quý vị. Và Trung Quốc hãy hiểu rằng khi lời hịch được cất lên thì toàn thể nhân dân Việt Nam, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai, hễ là người Việt Nam sẽ phát huy truyền thống riêng hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Vì một Việt Nam giàu mạnh, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân chủ và giàu mạnh, chúng tôi sẵn sàng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.